yêu cho đến cùng. Suy niệm thứ 6 tuần thánh. Hôm nay, trong giờ tưởng niệm cuộc thân khó của Chúa Giêsu, chúng ta hãy dành ít thời gian để ngắm nhìn Chúa Giêsu chịu khổ hình và lắng nghe sứ điệp vang lên từ thánh giá Chúa. Trước hết, chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giêsu là Thiên Chúa, đồng hàng đồng phận với Đức Chúa Cha và đấng cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần tạo dựng nền vũ trụ càn khôn cùng muôn loài muôn vật trên trời dưới đất. Giờ đây lại bị người phàm chẳng đáng là gì trước nhan Thiên Chúa đưa ra tòa xét xử như xử tội một tên côn đồ, đánh đấm Ngài túi bụi, khạc nhổ vào mặt Ngài, hành hạ Ngài như một tên tử tội khốn nạn nhất thế gian, khiến Ngài phải oằn mình đớn đau quằn quại vì hứng chịu những lằn roi hung bạo vùn vút quất xuống thân mình, và rồi Ngài bị tuyên án chết. Hãy nhìn xem, không có vương miện nào trên thế gian này, dù được nạm bằng kim cương hay ngọc quý xứng đáng cho Chúa Giêsu đội lên đầu vinh hiển của Ngài. Vậy mà giờ đây, Ngài lại phải chịu đội vòng gai với nhiều mũi gà nhọn sắc cắm ngập vào trán, vào đầu, khiến máu châu báu của Ngài rỉ ra đầm đìa trên khuôn mặt. Ngài là đấng tạo dựng muôn loài, là vua của toàn thể vũ trụ. Thế mà giờ đây lại để cho người phàm bắt Ngài vác thập giá, lảo đảo tiến lên đồi Can Vi, và vì không còn hơi sức nên phải ngã xuống nhiều lần, rồi bị lột trần chẳng còn áo che thân. Hãy nhìn xem, Ngài là Chúa Tể trời đất, chỉ phán một lời mà trời đất được tạo thành, chuyển một câu là sóng biển phải yên lặng, lại để cho quân tội lỗi đóng đinh hai tay rồi hai chân Ngài vào thập tự giá bằng những nhát búa tàn bạo, khiến máu Ngài phun ra cuồn cuộn, khiến Ngài phải quằn quại, phải oằn người lên vì đau đớn. Rồi khi bị treo trên thập tự giá, Ngài lại để cho người quân lính nhạo cười phỉ báng, để cho bao người qua lại nhiếc móc. Hắn cứu được kẻ khác mà chẳng cứu nổi mình. Nếu mày là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá xem nào. Cuối cùng, Ngài đã nhắm mắt tắt hơi sau cơn hấp hối đau đớn kéo dài. Giờ đây, chiêm ngắm tấm thân mang đầy thương tích và bê bết máu của Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, chúng ta nghe được lời tâm huyết của Ngài: này là mình Thầy bị nộp vì anh em, này là máu Thầy đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội. Nhìn trái tim bị đâm thủng và cái chết thê thảm của Ngài trên thập tự giá, chúng ta nghe vọng lại sứ điệp yêu thương của Ngài. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Và qua đó, chúng ta cảm nhận được tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã trao ban con một người chịu chết đền tội cho thế gian. Tại sao Thiên Chúa ngôi hài lại hạ mình thấp hèn và chịu đựng những điều oan trái nghiệt ngã đến thế? Thưa, chỉ vì để đền tội thay, chết thay cho muôn người, để cho họ được tha tội và được phúc trường sinh. Như thế, để cứu độ chúng ta, để cho ta được sống đời đời, ngôi hài Thiên Chúa đã phải trả giá rất cao, phải chịu đựng những cực hình và đau thương dường ấy. Lạy Thiên Chúa tử nhân, Chúa là tình yêu, vì nơi Chúa chỉ có yêu thương và yêu thương đến cùng. Lòng thương xót Chúa bao la, cả biển trời không chứa hết.
Chú không tiếc gì với chúng con, thì xin cho chúng con đừng tiếc gì với Chúa. Chú đã yêu thương chúng con hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, thì xin cho chúng con cũng biết đền đáp tình yêu của Chúa với tất cả tấm lòng yêu mến của chúng con. Amen.